Kimoto chào anh em nhé. Hôm nay em đến chỗ này là cái gì? Thôn Ngọc Hương à? Hương Ngọc. Thôn Hương Ngọc. Thị xã Hương Sơn. Xã Hương Sơn. Bình Xuyên. Bình Phúc. Vĩnh Phúc. Em giao cho bác tên là gì ạ? Anh tên Nam. Giao cho anh Nam chiếc xe Win huyền thoại, em công khai biển số là biển 15-2131. Đấy thì như anh nói chọn gói anh em là 26 triệu. Và anh thêm cho em cái bình xăng và thêm cái thủ trước và thêm cái yên. Đấy thì tổng trị gói bác gói này lên là 32 triệu. Đấy thì hôm nay em giao xe tận nhà bác thì bác mưa không đi thử thì thôi, nhưng em vẫn bảo hành thì bác cảm thấy cái xe này bác em xin đi cảm nhận là như nào. Ok, rồi, nhật ký. Bác cứ nói cho em mấy câu đi. Dễ quá nó khó. Đấy. Bác nhìn thực tế đồ em tả có được không? Xem đồ chất lượng đồ thế nào. Chất lượng thì tôi cũng phải dân xe nên nó không biết được. Nhưng mà còn như thế là tôi nghĩ rất mộc mạc nha. Có nghĩa là bác nhìn thế nào là ưng rồi. Okay. Còn chất lượng thế nào bác đi theo thời gian đúng không? Thế thì em nói luôn này, trong quá trình bác sử dụng cứ lỗ bất kỳ vấn đề gì bác hãy điện cho em gửi đồ hoặc em sẽ thu hồi lại được không ạ? Đấy chứ để tránh trường hợp là đi ra ngoài bác đi chán nó bán nhiều người nên em sẽ nói nó kia nó không hay, còn anh em là người bán em trách nhiệm mua lại. Còn về an ninh chiếc xe này em quay video đây, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì em cũng thu lại hết, và trong quá trình sử dụng bác đi anh em bạn bè ai quý mến ủng hộ em thì đã giới thiệu cho em. Đấy, cảm ơn bác nhá. Còn quan trọng cái kết là bác ấy đếm tiền vì bác ít nói, cảm giác bác ít nói nhiều người ta không hiểu thì bảo hứng nhưng phải bác ít nói đấy. Chú kia chào anh em nhá, em sắp đến nhà anh trai ở Vĩnh Phúc để giao xe rồi đây này. Còn cách nhà anh 3 cây 8 nữa là 7 phút nữa đến nơi. 7 phút nữa đến nơi. Em đang ở cái đường vào nhà anh đây rồi. Anh em đợi cái kết xem em vào đến nơi em giao xe. Đấy. Với chiếc xe mà toàn đồ lô mà lại giao ban đêm. Đấy thì theo anh như thế nào? Anh ưng hay không? Anh chấp nhận hay không? Và nếu đi giao ban đêm thế này thì là anh ấy có suy nghĩ gì không? Vì thực ra em không phải giao ban đêm đâu, mà em giao từ 3 giờ chiều cơ. Đấy. Em đi từ 3 giờ chiều cơ, nhưng em lại giao con ở Bắc Giang trước. Đấy, về phòng với Phúc thì nó hơi muộn. Đấy, thì anh em đợi cái kết nhá. Ok anh em ơi, bây giờ là 20 giờ 27 phút nhá, em cách nhà anh ấy 650m thôi nhá. Em cách anh 650m thôi, đến nơi em giao chiếc xe đỏ thứ hai. Đến cái gì đây? Cái gì đến thôn Mương Ngọc rồi. Hương Ngọc, thôn Hương Ngọc rồi anh em nhá. Hương Ngọc Vĩnh Phúc 400m nữa, rẽ phải. Đấy, anh em cứ yên tâm là quan điểm của em là em sẽ ship tận nhà anh em đi thử, anh em gọi thợ đến kiểm tra đàng hoàng. Còn em nói luôn là em rất là bận và rất nhiều đông khách, nên cho nên là em ban ngày thì làm, ban tối đi ship. Thì hôm nay là vì em ship hai chiếc xe nên em đi từ 3 giờ chiều cũng là ban ngày. Em ship chiếc đầu tiên tại nhà bác trai ở Bắc Giang. Đấy, ra ban ngày. Đấy, vì có rất nhiều người đến xem xe của em anh em ạ. Mặc dù 26 triệu thôi, nhưng mà hôm nay em cũng thấu hiểu được tại sao nhiều người lên mạng bảo những con châu chấu kền ấy là tại sao chú ấy đi xe xa đêm. Thì anh em này, lý do đơn giản của em đi ra ban đêm ấy là do em làm cả ngày, tối em phải đi giao tranh thủ. Đấy cũng là lỗi khổ của em. Ban đêm anh em ngồi ôm vợ anh em, đấy, ngủ với vợ anh em. Anh em đi chơi, còn em thì vẫn phải đi làm. Đấy là không phải em kể nhá, nói chuyện thôi, nhưng anh em vẫn có đi soi mói em nữa. Rồi, xe đây đến 180m là đến. Xe đây là đến. Xe này rẽ vào đây này, rẽ vào nhà luôn à? Chắc là đúng đấy, đúng rồi, vào làng. Anh em đợi cái kết xem giao chiếc xe thành công hay không nhá. Còn em nói rồi, em luôn luôn giao tận nhà. Rẽ trái, sau đó điểm đến đấy của bạn sẽ nằm ở bên phải. Rẽ trái đi, rẽ đi. Ok, anh em đợi cái kết nhá. Bóp bóp còi để gọi cho anh. Thôi đứng đây gọi đi. Anh em nhé, để em gọi cho anh ấy. Để em gọi cho anh ấy. Anh em hiểu vấn đề chưa? Cho nên đau đầu lắm anh em ạ, đi làm cái gì thế thôi. Đấy, em cũng không muốn vấn đề gì, để anh em nó thoải mái mà cuối cùng anh em. Đây, em gọi cho anh ấy nhá. Ngọc bóp còi đi. Cứ bóp đi anh ấy, có thể anh hiểu. Thì em cũng đang gọi video cho anh này. Đấy. Anh ơi. Anh ra đón em ấy. Ừ, đâu rồi? Anh nghe tiếng còi không? Ok. Đấy, anh ra đón em ấy. Vâng. Đấy, anh ra đón anh em nhá. Anh đang ra đón em. Bây giờ là 20 giờ 29 phút, anh em chưa ăn uống gì nhá. Đấy. Tại tại cái gì ngõ cái gì thôn gì Hương Ngọc à? Ừ. Thôn Hương Ngọc ở Vĩnh Phúc anh em nhá. Đấy, anh ra anh đón. Em đi đâu làm gì em đều quay video công khai anh em nhá. Đấy, rõ ràng công khai luôn. Đấy, bây giờ là 22 giờ. Đây này. Đấy. À 20 giờ 29 phút này. Đồng hồ mình đang chạy chậm này. Đấy, đợi anh ra anh em nhá. Ok, anh em đợi cái kết xem là. Đấy, em đi giao xe đêm này, khách hàng có nói gì hay không? Ok chưa ạ? Đấy, khách hàng có chê cái gì không, anh như nào, nó quay thực tế hết.
đấy, từ bắt đầu đi đến lúc gặp khách anh em nhá. Em chỉnh lại cái đồng hồ của em ạ. Ok anh em nhá, em đến nhà bác đây rồi, 20:40. Đây, bác mang ô ra đón em đây. Trời mưa to gió đùng đùng đây. Đấy. Em đợi cái kết nhá, bác cầm ô ra đón đây rồi. Đấy, ông giống em gửi mình ở sân bóng, phải không? Đây này. Ông gửi em ở sân bóng này. Phòng ngược lại. Sau đó. Mấy ông đưa vào đây có đi được không đây? Như thế nào đây anh em ạ? Đấy, anh em đợi cái kết nhá, em giao vào tận nhà. Vừa bảo em toàn đường to đúng không? Và đường ngược lại hoàn toàn đấy. Cho nên các bác lần sau làm ơn, nếu gửi xe cho em thì hãy gửi cho em đúng vị trí của nhà mình nhá. Bác này chắc chắn nó là sân bóng mà gửi. Đây chốc hỏi luôn. Chứ vị trí nó gửi ngược lại như thế. Hoặc là có thể ông gửi xong nó định vị khoảng 100 cây hay 100m, 200m chẳng hạn đấy. Đi xuống đi. Thế này dở hơi dở hồn đấy anh em ạ. Ê, lúc bác gửi vị trí cho em là gửi ở đâu? Đấy, thế bác đi gửi vị trí đi, gửi chỗ đấy. Xong bây giờ bắt em đi tìm này chết. Không phải. Bác gửi như thế là em đi ngược hẳn đây. Em lên trên này 100m, em rẽ tay phải. Đấy, em bảo rồi mà vô lý. Xong là các bác cứ bảo em ở đâu rồi. Các bác hiểu như này là bọn em từ xa đến, bọn em không biết đường. Đúng không ạ? Còn các bác ở đây biết đường nữa dễ. Các bác bảo em ở đường to nữa thì bọn em đi tìm. Không vấn đề gì, cái này nó không vấn đề gì đâu. Nhưng vấn đề là nó mất thời gian của anh em mình thôi. Đây là nhà bà. À, và mưa gió. Có mưa thì vào đây sân nó có... Không, quay đâu ấy cho. Không, quay đi, đấy cho này. Quay để ý cơ. Nói chung là bác biết em đi ra xe đêm lại vất vả lắm. Xong nhiều những người còn nói xấu ấy, bảo sao chú hay đi ra xe đêm ấy. Hôm nay có việc đột xuất thì sáng anh nhắn tin đến chú để treo lên bên thì đấy, thứ nhất là giao xe đêm này là bác ban ngày bác bận đúng không? Anh đây vừa mới về đấy, phải xin về đây. Thế thì em hỏi bác ví dụ như bây giờ muốn giao sang ngày giờ phải hay bác phải nghỉ thì bác nhận xe ban ngày ạ? Đấy em lên mạng đấy, bây giờ nhiều người nói em ấy là toàn đi giao xe đêm đấy, em chưa hiểu ý đồ gì hóa ra hôm nay nó phát hiện ra là em giao xe ban ngày ở Vĩnh Phúc, ở Bắc Giang, thế là phải 4-5 người vào soi xem ấy, ý của mọi người những người thì gọi là mình nói vui đều phải ghét ăn đấy. Họ bảo em là sao chú toàn đi sang xe đêm. Ban ngày em phải làm, nó thật manh đấy. Anh nhìn em cửa hàng đấy nó phút như thế. Ban ngày phải làm. Sáng tối anh thủ đi giao đấy, như hôm nay là giao từ 2 giờ. Đi giao này giao từ 2 giờ chiều đấy. Em đi giao này giao từ 2 giờ chiều đấy, 3 giờ chiều đấy. Nhưng em bảo thôi bác 7 giờ mới về. 7 giờ, gần 7 giờ mới về, thôi em ra con ở Bắc Giang trước. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy em khổ chưa? Đi. Tao vào nhà hay cho hay điện thoại. Tao vào nhà luôn. Có điện không anh? Sân cái điện đấy. Đấy. Đấy, đi ra xe đây nó khổ thế đấy. Tao trong sân này. Rồi đi cho nó đấy. Tao đem ra xe cho anh mà. À, anh có đi tàu đâu. Anh có điện đây không? Nói chứ. Thằng em điện cho nó thở đấy. Ngọc quay ra lấy cái giấy tờ luôn đi. Lấy chụp. Cho lên. Gì hả bác? Đây là bác này, em trai à? Hay là họ hàng? Em trai mà để dâu già hơn cả anh. Đây là em trai này anh em này. Ở đây anh trông trẻ hơn. Đây xe đây anh em nhá. Riêng em nói bác này này, em giao ngày giao đêm. Em rất muốn bác kiểm tra cho em thoải mái. Lấy đăng ký đây, tao đeo cái mic vào cho nó nét. Mưa to quá. Khổ lắm anh ạ. Lên trên mạng ấy, hơi tí là tao soi. Cầm đây. Để tắt đi, cắm cái mic vào. Anh em cắm mic vào nhá. Em cắm mic này vào. Ok, quay đi được chưa? Rồi. Đây nhá. Việc đầu tiên là em phải làm việc nó rõ ràng là anh em cộng đồng mạng nhá. Hôm nay em đi từ 3 giờ chiều. Em giao chiếc xe đầu tiên ở Bắc Giang thì nó được ban ngày. Nhưng thứ nhất là hôm nay này đến đây là nó muộn rồi. Nhưng mà bác cũng đi muộn về nên muốn giao ban ngày không được. Anh em đứng đây bác. Rồi rồi. Đây bác đứng đây. Đây bác kiểm tra cho em xe mấy số khung số máy đăng ký chuẩn cho em là được. Đây em đọc cho. Đây em soi. Đây nhá. Cái này thì bác yên tâm phải chuẩn rồi. Vì nếu sai là đây nhá. Đây số khung nào ở đây. Nếu sai thì bọn em phải nên bọn em lẹ hết đây này. Đây nhá, bác nhìn kỹ chưa? Đấy. 70102 đúng không? Đấy, 70102. Số máy này. Số hai đây. 207013. Đấy. Được chưa? Đấy, nhá. 0132. 207-0132 chuẩn chưa? Rồi. Đây 207-0132 đây. 207-0132
Đấy. Tất cả trong đây có mã số thuế này, mã số kinh doanh này, địa chỉ cửa hàng, tên tuổi anh em ở đây hết, số điện thoại đây hết. Đấy thì bác giúp em bác đi thử và kiểm tra đi, em để giấy tờ đây nhá. Đây để không gắt này. Đấy, bác đi thử cho em, xoay hết một lượt đi. Đây và cam kết cho anh em và cộng đồng mạng này, con này bác là lô hết. Có mỗi cái bình thủ trước zin, bình xăng zin và cái yên zin, bình năm củ. Không phải bình năm củ đâu, anh nhìn lòng này. Cái chân sáng này. Anh nhìn này. Đấy, anh nhìn lòng sáng trưng nhá. Đúng không? Thấy chưa? Em xả đây này. Đây này, nó còn bôi cả dầu vào đây, kiểu bình xịn ấy. Bác nhìn cái mép bình này, rất là đẹp luôn. Chắc chắn nhá. Đấy. Đây bác cầm em chìa khóa bác lổ thử này. Thì đấy em đến đây mới nói đây, giật nổ cho bác xem nhá. Mở khóa sang. Đấy. Bác tiếng lổ đây. Đấy. Tất cả đẹp khóa xin em đầy đủ rồi. Cái bình này bình ngon đấy. Đấy thì để cho xăng xuống đi. Mở rồi, rồi mở. Mở rồi, đấy. Đây bác Vipo này. Con này lổ cả ngày không chết máy. Nó từng tiếng luôn. Đấy nó xuống xăng đấy. Bác nghe tiếng máy này bác biết rồi. Anh em đồng mạng nghe tiếng máy này biết rồi. Trời mưa quá. Đấy. Nó lổ từng tiếng luôn. Nổ hết xăng thôi. Anh em nghe cứ ít chứ. Này nghe này. Từng tiếng luôn này. Đấy. Em tắt máy đi nhá. Đấy. Đi này rơi vào tầm khoảng nó phải rơi vào tầm khoảng 150 cây số đấy. Em ở Phủ Lý anh em. Bác này em thật á? Ừ, em trai ruột nè. Em trai ruột á? Ừ. Anh em xoay đấy. Chồng bác em vào gọi nhầm đấy. May em hỏi trước đấy. Mỗi người một đam mê nhỉ. Có trăm lẻ này. À. Này, cho con mua bim bim nhá. Này con. À, từ dưng với mua thừa cái dây sạc. Chú cho 100 mua bim bim nhá. Từ dưng cho túi cả túi em có 100.000. Vừa đi mua cái xe khách đi mua cái dây sạc ấy. Trên xe hết pin. Mưa quá nhỉ. Bác cứ đi thử vòng. Mưa này. Còn nghe tiếng máy này ok rồi. Đấy. Mà rồi. Bác bỏ ga đi thoát vài cái này nó sẽ lên. Không bao giờ chết. Bác ga một tí nữa xong mà đúng không? Bác đi một thời gian nhá. Bác đi một thời gian là bác ra ngoài này này. Và nó chỉnh cái cò lại là được. Tức là mình đi một thời gian ấy, nó có sự co giãn là mình chỉnh lại cò. Đây nguyên tắc là thế. Lúc hôm nay một ga này, khi bác ga tít này là ga tít hơi to nó phải nhả xuống. Đây này cái nút này này. Thế rồi, chỉnh càng tít nữa. Đấy, đấy, cho nhỏ xuống tít cho nó êm này. Đấy. Để em đóm sinh nhan đầy đủ này. Coi này. Đấy. Bác em mất tiền bác đi vòng. Còn đấy tùy bác. Còn em thì giao xe bác yên tâm đã giao tận nhà rồi bác yên tâm. Máy con này thì bịt vào thì như chó thả thật này. À. Không tiếng động luôn anh em nhá. Không nghe gì luôn. Đấy. Bác đi vòng đi, mất cái gì đâu, là ngày trời tắm. Mưa, vừa tắm rồi. À thế ạ. Thế thì đấy tùy bác đi. Không phải đi. Không phải đi cái gì. Vâng. Đây em. Ở ngoài nhà nó sân nó không có mái che và tôi đi vào đây không. Đây thì em vào em tính tiền cho bác cho nó thoải mái đi nhá. Cũng vất vả lắm ạ. Đi ôm đi thêm đây này. Mà hôm là 5 giờ về ở nhà, hôm nay 5 giờ về 7 giờ lại phải vào đơn vị. Bác làm bộ đội à? Họ vào học nghị quyết về đây. Anh ông vào đang ngồi học trong viện đấy. Ông nghe được đâu. Rồi. Thế là phải xin về đây. Dạ, vâng. Quá. Thế mới bảo khả năng của hóa này để đây nhá.
của bác như này cho dễ nhá. Đây là công khai cho anh em thoải mái này. Của bác tổng là 32 triệu. Cây số của bác nhá là 132 cây. Cả tiền cầu đường thôi em cũng chỉ lấy bác 1,5 triệu thôi. Đúng là phải hơn. Đấy, lấy bác 1,5 triệu. Đây là 32 triệu này, cộng với 1,5 triệu, cộng gọi là cộng 2,5 triệu là 34,5 triệu. Cho nó thoải mái. Đấy, 132 cây, đúng không? Tính cả cầu đường lấy bác 1,5 triệu là quá rẻ này. Đấy, bác cho em xin cái cảm nhận, đã quên mất. Rồi vào ngồi nước. Không, đây đứng lên cho em tí. Cho nó thoải mái. Quay lên sáng không? Chú Kim Mô Tô chào anh em nhé. Hôm nay em đến chỗ này là cái gì? Thôn Ngọc Hương à? Hương Ngọc. Thôn Hương Ngọc. Thị xã Hương Sơn. Xã Hương Sơn. Tỉnh Bình Xuyên. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Em giao cho bác tên là gì ạ? Anh tên Nam. Giao cho anh Nam chiếc xe Win huyền thoại, em công khai biển số là biển 15-2131. Đấy thì như anh nói chọn gói anh em là 26 triệu. Và anh thêm cho em cái bình xăng. Và thêm cái thủ trước và thêm cái yên. Đấy thì tổng trị gói bác gói này lên là 32 triệu. Đấy thì hôm nay em giao xe tận nhà bác thì bác mưa không đi thử thì thôi, nhưng em vẫn bảo hành thì bác cảm thấy cái xe này bác em xin đi cảm nhận là như nào. Ok rồi, nhật ký. Bác cứ nói cho em mấy câu đi, dễ quá nó khó. Đấy, bác nhìn thực tế đồ em tả có được không, xem đồ chất lượng đồ thế nào. Chất lượng thì tôi cũng phải dân xe nên nó cũng không biết được, nhưng mà em như thế là tôi nghĩ rồi. Rất mộc mạc nha. Có nghĩa là bác nhìn thế nào là ưng rồi. Còn chất lượng thế nào bác đi theo thời gian đúng không? Thế thì em nói luôn này, trong quá trình bác sử dụng cứ lỗ bất kỳ vấn đề gì bác hãy điện cho em gửi đồ hoặc em sẽ thu hồi lại, được không ạ? Đấy, chứ để tránh trường hợp là đi ra ngoài bác đi chán nó bán nhiều người nên nó sẽ nói nó kia nó không hay. Còn anh em là người bán em trách nhiệm mua lại. Còn về an ninh chiếc xe này em quay video đây, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì em cũng thu lại hết. Và trong quá trình sử dụng bác đi, anh em bạn bè ai quý mến ủng hộ em thì giới thiệu cho em. Đấy, cảm ơn bác nhá. Còn quan trọng cái kết là bác cái đếm tiền thì bác ít nói, cảm giác bác ít nói, người ta không hiểu thì bảo hứng nhưng mà bác ít nói đấy. Vào đây vào ngồi nước. Đi không, nhà đi vào nhà dưới nhà đây, trên đây, đây đây vào đây. Ok đi vào đây, đi lên nhà anh em ơi, chúc cả thành công. Ok anh em nhé, đây là cái kết nhá, em phải chờ em tí. Của mẹ yếu, nhà bác có wifi không? Có wifi nữa mà mẹ yếu quá, và đây yếu quá, yếu luôn. Wifi miễn phí đây à? Miễn dưới đây. Mật khẩu bao nhiêu ạ? 981 rồi. Bác chuyển tiền cho ông anh mà. Đây là mạng yếu thì nhỉ? Đây rồi. Ra đây em lấy cho bác cái mã. Đây. À, mạng yếu chưa? Ê, chán nhỉ? Mưa hôm nay em là em là tín đồ của mạng, không có mạng là không sống được. Ừ. Không làm ăn được. Đây. Ở đâu cũng thế luôn. Bác quét cho em ở đây. Của bác là tổng là 345 cọc 5 còn 295. Đã bác cũng MB đúng không? MB. Thế thì ok rồi. Đấy, đánh ra đây. Đấy. MB thì đơn giản. Được rồi. Được rồi. Bác là bộ đội à? Bộ đội ít nói nhỉ? Rất ít nói. Bác có tin được cái video này đăng lên nhiều người không hiểu ấy. Người ta lại gì đấy, người ta lại tính như ta thế thôi. 295000 nữa anh, một số 0 nữa. Đấy, đúng không? Ok. Đúng cái bằng kia rồi. Đúng chưa? Đúng không? Chuẩn luôn. Quét mã là chuẩn rồi. Bao nước nhá. Không nước đi. Một là đây không nước đâu. Đây, cho bác cho mã rồi Ngọc quay vào đây cho nó. Người ta nhìn, quan trọng là khách hàng thì quan trọng cái kết thôi. Còn Trung Kiên nói nhiều, Trung Kiên phải làm nhiều, bác ấy nói ít. Thế bác chỉ cần nói ok, chuyển tiền là thành công, tiếp tục. Và nguyên tắc em mua bán là cọc trước 5 triệu, thì bác đã cọc 5 triệu rồi. Cái MB đôi khi chuyển nỗi không được, bác chuyển lại là chúng vẫn chưa tiền đấy nhá, đây này. Đúng không ạ? Nhìn thấy không? Ok anh em nhá, đã xác nhận đủ của bác 29.500, cộng với 5 triệu cọc là 345. Đấy. Uống nước đi xong rồi anh em mình xuất phát đi. Vì còn phải ăn nữa cơ. Tức là bác là sinh năm bao nhiêu? Tôi 77. Sinh năm 77. Còn thế thì bác này tầm khoảng 80. Đúng không? Nhưng nếu bình thường, đây nói chuyện vui anh em vui tươi không có gì nhá. Nếu bình thường nếu để em vào là em sợ ông chú. Không có đây anh thông cảm. Đây câu chuyện vô tư thôi. Tức là... Đúng rồi, nhìn nước qua thì mới đầu nhìn thì là mới đầu nhìn anh thông cảm em ấy, tưởng kiểu là bố ấy, ý là vào ấy, kiểu ông già ấy, là thấy, bố anh ấy nhìn thấy cô dâu nữa. Ừ đấy, đúng là nhìn lại biết là trẻ,
đúng không? Gặp anh ở đâu anh? Không, trên mạng thôi. À, anh em chỉ là... em ở đây à? Anh nghĩ gửi em lại gửi mưa sân bóng quá ấy. Nhưng mà lúc đấy định ra nhà thì mưa quá đấy, sân gửi sân bóng không, em tìm mãi mới thấy à thế ạ à? Đấy chơi sân bóng em đúng thì đấy lúc mà gửi em lên sân bóng thì nó cái đường thường thường bọn em định vị nó chỉ nơi gần nhất, thế là vòng mà cái ngõ này phải lùi ra, lùi mãi mới ra được mà gì đường nó nhỏ đúng rồi. Thế thôi thì em nói này, cái trách nhiệm em đi giao xe thì quên mất, em hỏi thật vô tư bác nhá, trong đầu bác có nghĩ là giao ngày giao đêm có liên quan gì không? Không, thế anh mới hẹn chú là từ chiều thì anh mới ở nhà đúng không, chiều tối đấy, đúng rồi, thì chú bảo từ tầm 5 giờ đến 7 giờ thì hôm qua anh ok, nhưng hôm nay sáng nay này vào thì nó mới có cái lịch đi tối này phải à. Đấy thì anh mới bảo thế khả năng phải hoãn lại đấy, thì có cái này hôm nay chú chẳng nghe thì... nếu hôm nay mà có giao ngày cũng không nhận được đúng không? Đấy, ngày anh, đấy anh bảo ngày anh không ở nhà ấy chưa anh em, thế thì hỏi anh em, những anh em nếu anh đi sau xe ngày thì dễ xe của gì, như tối bác có nhà bắt đầu bộ đội, còn những người trên mạng cứ soi mói bảo chú đi giao xe đêm, nhưng mà nhà ta nói là có ý của người ta đấy là giao ban ngày thì sẽ có nhiều người xem cùng soi họ soi kia, nhưng mà ta đâu hiểu được là khi em đã bán xe em đều công khai trên mạng rồi, còn đến đây bác kiểm tra không nó chỉ thủ tục thôi, thì ở nhà bọn em phải duyệt hết rồi, nó phải có xuất xưởng em mới giao đi. Cái gì khác mua xe này ở trong Đồng Nai xong rồi nó ship ra dưới Hà Nội, xong rồi anh chở đấy đi về à, đúng là lúc đấy 7-8 giờ đấy, phóng từ dưới đấy về trên này. Quan trọng là nhưng mà bác con bác xe tàu không bao mua đấy bao tiền mà muốn đạp mình xây suốt thì đề à, nó nhanh nhỉ à. Không nhưng mà đề nó có cái của đề bao nhiêu ạ? 15 triệu là mua mới hay mua cũ? Mới tinh luôn về. À, là đăng ký xong là bao nhiêu? Ship tới đây mất 600 nghìn. Tổng đến tay bác con này là bao tiền? Tổng đến tay nó tầm 16 triệu mấy. Ồ, gọi là 17 triệu đi. Thế thì 17 triệu mới gọi là con 26 triệu nhà em nó khác nhau, nó chênh nhau tầm khoảng 9 triệu. Nhưng mà bác mới được Honda. Thế là ví dụ sau này bác bán của em thì bác vẫn có giá trị hơn con xe, gọi là xe dầu. Đấy, mặc dù đồ nó toàn đồ dầu. Đấy, mình cứ công khai như thế. Còn quan điểm của em là thuận mua vừa bán, anh em quy bén nhau ủng hộ nhau, nó gửi khác nhau cái máy thôi. Đúng rồi, toàn luôn đấy, nhưng mà con bác này hơn cái đề đúng đấy, nhưng mà nếu mà có đề thì nó không phải win để nó kiểu như thế đặt như đẹp. anh này thì thường là cần xe để đi, nó khác với cả mình là đam mê win là không ai chơi xe đấy, đấy mình nói là như thế. Chứ còn nói chung là gần gần đây đi gọi vừa đi vừa đi chơi, nhưng bác nhớ là quên nhớ luôn mà không đi đấy khóa sang lại nhé à. Đấy còn bác đi một thời gian ngắn bác ra chỉnh lại cam cỏ cho em, còn sau này không thích bán lại cho em đấy ok nhá. Bây giờ xin phép anh em là cảm ơn hai bác nước đã ăn gì đâu, bây giờ về kia ăn phủ đi ăn 11, về nhà chắc phải 10 giờ mà ăn được, về nhà phải 12 giờ. Đây đây em xin cái mic ok anh em nhá, đây là cái kết giao khảo thành công. Bác rất ít nói nhưng vấn đề này bác này là bác hãy đếm tiền, và đếm tiền là cái kết để cho anh em biết rồi đấy. Đúng không anh? Cái kết mới là đếm tiền mà. Đấy. Đi, lại bị lùi ra. Đi vòng cái hơn đây xong lại vòng ra ra. À, chạy em vòng đây, ra luôn ạ. Xong lại ra hơn tổng. Vâng ok. Ok anh em nhá, giao xe bác thành công nhá. Em chào tất cả anh em. Ok, cảm. Thôi bác không phải ra đâu, không phải ra đâu. Mưa mưa. Ok, chúc kèo thành công anh em nhá. Chào tất cả anh em. Đấy đấy là những suy nghĩ của khách giao ngày và suy nghĩ khách của ngày giao đêm. Và hôm nay con xe này muốn giao ngày không giao được anh em nhá. Muốn giao ngày con lại không giao được anh em ạ. Ok. Đây, muốn giao ngày không được. Vì bác là một đội, bác rất là bận anh em ạ. Đây muốn giao ngại không được, đây nhà bác đây nhá. Em xin phép về Hà Nam đây. Đấy. Chào tất cả anh chị em nhá. Cái kết thành công đây. Con xe Bắc Giang được túi vải, hai túi vải anh em nhá. Đấy. Ok, đấy cái kết cho anh em cùng xem đấy. Anh em quý mến Trung Kiên, Trung Kiên hãy đăng ký kênh giúp em. Lúc nào có chiếc xe nào mới về em sẽ đăng lên. Hoặc anh em mua xe nào, dọn xe nào hãy kết bạn Zalo với em. Và số Zalo của em là 0778 2448 hoặc 0358 444 858. Hotline mới của em là 0354756789 anh em nhé. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh em. Bây giờ là mấy giờ rồi xem nào. Đấy, bây giờ là 21 giờ. Đấy, 21 giờ 2 phút là 9 giờ tối đấy. Bây giờ Trung Kiên về Hà Nội đây. Xong về Hà Nam, về Hà Nội ăn xong bắt đầu về Hà Nam. Đấy, chào tất cả anh em.